con dẫn một người đến gặp cha nè. Sư muội. Sư huynh, thì ra huynh còn sống trên đời này. Năm đó ta té xuống vực núi, cũng may là không chết. Không ngờ tới sau 10 năm ở dưới vực núi lại gặp được Hoàng thượng và Phụng Nhi. Sau đó ba người chúng ta hợp sức lại mới thoát được hiểm cảnh. Coi như ông trời có mắt, các nhân thiên tướng. Di Mỹ, sau trận chiến ở Thập Lý Ba tình hình của dì thế nào? Ta trúng một chưởng của Tào Côn rớt xuống sườn núi, may là không chết. Ta ẩn thân ở trong miếu, sau khi vết thương lành lại thì tìm các người khắp nơi. Bây giờ tốt rồi, ông trời không phụ người có lòng mà. Sư muội à, mười mấy năm nay đều nhờ một mình muội chăm sóc hai sư huynh A Long và A Phụng. Muội phải chịu nhiều cực khổ khiến muội khó xử rồi. Sư huynh, muội đã phụ lòng ủy thác của huynh, muội đã không chăm sóc tốt cho A Long và Phụng Nhi, không ngờ tới A Long nó. Huynh nhất định phải giết chết Thái Hậu và Tào Cung để trả mối thù cho A Long và phu nhân. Sư huynh, nhưng mà võ công của hai người đó rất cao cường, chúng ta không phải đối thủ của họ. Dì Mỹ yên tâm đi, Hoàng thượng đã có được một phần của Nhật Nguyệt bí kíp khắc trên Long Kiếm, tin là sau này khi luyện thành nhất định sẽ có thể trừng trị Thái Hậu và Tào Cung. Đáng tiếc Phụng Kiếm đã rơi vào tay của Thái Hậu rồi, tình hình không lạc quan như vậy đâu. Hy vọng mẫu hậu vẫn còn chưa lĩnh hội được quyền cơ trong Phụng Kiếm, đợi trẫm luyện được thần công của Long Kiếm ra tay trước giết sạch phản đảng. Được. Sư huynh. Sư muội à, khuya như vậy muội gọi ta ra đây có chuyện gì? Muội có một thứ muốn huynh xem qua. Là cái gì? Là xí ngầu của Trương Kỳ. Thì sao? Huynh xem có gì khác lạ không? Đâu có gì đặc biệt. Sư huynh hãy tập trung nhìn kỹ lại đi. Cũng giống như xí ngầu bình thường thôi mà. Sư muội à, người cha con đâu? Sáng sớm đã không thấy ông ấy rồi. Ông ấy đang đi như vậy nhất định là đi thị sát khắp nơi rồi. Đây gọi là cẩn trọng, không phải là đa nghi. Dì Mỹ, dì sao vậy? Không sao. Đột nhiên tim dì đập mạnh quá, như là có điểm bất thường. Không biết sư huynh có xảy ra chuyện gì không? Đừng có lo lắng quá. Ta đi kiếm cha ta. Nè, chúng ta cùng nhau đi tìm. Trương Kỳ, chúng ta qua bên đó tìm đi. Dì tìm đằng trước, con tìm đằng sau đi. Rốt cuộc thì Diệp đại nhân đã đi đâu? Hoàng thượng, ông không phải đứa trẻ 3 tuổi, ông biết chừng mực mà. Hoàng thượng đừng quá lo lắng, có khi ông đã về rồi cũng nên. Muốn làm gì vậy? Trương Kỳ, tại sao ngươi lại giết cha ta? Diệp đại nhân chết rồi à? Sao lại như vậy? Tiểu tử thối nhà ngươi, còn giả vờ không biết gì hả? Cái gì mà giả vờ không biết? Cái chết của Diệp đại nhân không liên quan tới ta, sao bà nghi ngờ ta? Ngươi tự mình nhìn đi. Trước khi cha ta chết còn nắm chặt xí ngầu của ngươi, đây chính là chứng cứ. Tại sao vậy? Không phải ta giết đâu. Bởi vì sư huynh giết chết vợ của ngươi nên ngươi mang hận trong lòng, luôn kiếm cớ để trả thù. Ta hoàn toàn không có biết võ công, làm sao mà giết được Diệp đại nhân? Chính bởi vì sư huynh cảm thấy hổ thẹn với ngươi, không có đề phòng ngươi, ngươi mới ám toán huynh ấy. Trương Kỳ không làm như vậy đâu, nhất định là có điều kỳ quặc. Ngươi còn nói giúp cho tên tiểu tử thối đó. Phụng tỷ à, cô tin ta đi. Đừng nghe hắn giải thích, giết hắn trả thù cho sư huynh. Phụng tỷ, trẫm tin Trương Kỳ vô tội. Trước khi chưa làm rõ mọi việc, đừng có làm bậy. Phụng Nhi, không thể để cha con chết oan như vậy được. Nếu muội muốn giết thì hãy giết ta trước. Không ngờ vì một tên tiểu tử thối mà cả ân tình phu thê ngươi cũng không màng tới. Phụng Nhi, xem như chúng ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Đi. Phụng tỷ, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt,
sống sót sau tai kiếp. Hai cha con ta mười mấy năm xa cách cuối cùng cũng được trùng phùng. Nhưng mà tại sao mới đây lại âm dương cách biệt rồi? Chẳng lẽ ông trời thật sự không muốn nhà họ Diệp sống ở trên đời hay sao? Dì Mỹ, dì bị sao vậy? Dì Mỹ, dì Mỹ. Chuyện này rất là kỳ lạ. Kẻ nào muốn giáo họa cho ngươi chứ? Thần cảm thấy dì Mỹ rất đáng nghi. Phải, thần rất hận Diệp đại nhân. Nếu thần muốn giết ông ấy thì đã sớm ra tay rồi, không đợi tới hôm nay đâu. Trong chuyện này thần cảm thấy dì Mỹ có ý gây chia rẽ. Nhưng tại sao dì Mỹ lại làm như vậy? Hoàng thượng. Phùng Tỷ. Phùng Tỷ. Hoàng thượng. Nè, mau ngồi xuống. Thì ra cha muội là do dì Mỹ sát hại, giáo họa cho Trương Kỳ. Hả? Dì Mỹ bị Di Hồn Đại Pháp khống chế. Ma đầu Tây Vực muốn lợi dụng dì Mỹ để chia rẽ chúng ta, muốn phân tán sức mạnh của chúng ta. Thần từ trúng Di Hồn Đại Pháp đáng lý ra phải nhận ra từ sớm. Ma đầu Tây Vực đúng là đê tiện mà. Muội làm sao thoát được vậy? Lúc an táng cha, muội phát hiện thần sắc của dì Mỹ khác lạ. Sau đó muội muộn cớ rời khỏi, quả nhiên phát hiện dì Mỹ gặp tên ma đầu đó. Nhưng mà công phu của muội cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên muội đành quay về thương lượng với hai người. Tên ma đầu đó muốn đoạt Giang Sơn Đại Minh, bất chấp thủ đoạn. Bá Mộc Nhi chính là vật hy sinh cho giá tâm của hắn. Hoàng thượng, chúng ta phải nhanh chóng cứu lấy dì Mỹ, trả thù cho cha của muội. Phùng Tỷ, còn chưa ngủ sao? Không biết dì Mỹ như thế nào. Dì nuôi dạy muội nên người, dạy muội luyện kiếm báo thù cho nhà họ Diệp. Dì hoàn toàn quên đi bản thân. Nếu như không có dì, muội với đại ca có lẽ sớm đã không còn trên cõi đời. Phùng Tỷ, đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, muội nên nghỉ ngơi sớm đi. Nếu không, trẫm sợ muội sẽ chịu đựng không nổi. Trẫm ra ngoài trước nha. Hoàng thượng. Hử? Nếu như dì Mỹ có gì bất trắc thì muội chỉ còn huynh là người thân thôi. Huynh hãy hứa với muội đừng bao giờ rời xa muội. Sao trẫm lại rời xa muội chứ? Muội yên tâm đi. Yên tâm ha. Hoàng thượng. Hoàng thượng, huynh nhìn muội đi. Phùng Tỷ, muội đã trúng Di Hồn Đại Pháp rồi. Cha, hay. Phùng Tỷ, tránh ra. Bộ thượng. Hết. Cha. Hết. Mau giao Long Kiếm ra đây. Ngươi đừng hòng. Cha quay cha. Hít chặt lại. Hít chặt vô. Hít hơi. Long Kiếm quả nhiên là lợi hại. Nếu như ngươi muốn cứu hai người bọn họ thì hãy lấy Long Phùng Kiếm trao đổi. Hoàng thượng, người thật sự muốn đi cướp Phụng Kiếm sao? Trẫm không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà cấm cung nội diện canh gác nghiêm ngặt, huống hồ Thái Hậu và Tàu Công âm hiểm khôn lường, có lẽ đã dàn trận chờ người. Hoàng thượng lần này đi thật sự quá nguy hiểm. Hoàng thượng hãy suy nghĩ thật kỹ. Nè, an nguy của Phụng Tỷ và dì Mỹ quan trọng. Dù sao trẫm và mẫu hậu sớm muộn gì cũng có trận quyết đấu. Hoàng thượng à. Không cần nói nhiều, trẫm đã quyết định rồi. Trẫm nhất định phải đi cứu được Phùng Tỷ và dì Mỹ.